công nhận ở trên rừng gian này không khí thật là dễ chịu. Một hai, một hai, một hai, yeah, hít cha cha cha. Nhất dương nhị cửu âm cúc dạo túy quyền. Vì một thân hình xấu muối cố lên. Thôi, đã đến giờ mình phải về Long Cung thôi. Quái vật nào tới, ta đều đánh bại hết. Người đâu mà đẹp trai thế nhờ. Tiếng gì vậy nhờ? Rõ ràng tiếng động phát ra từ đây mà. Sao không thấy gì nhờ? Lạ thế nhờ. Thôi kể đi. Này ơi, chàng ấy không phát hiện ra mình. Chỉ cần uống lọ thuốc này mình sẽ có chân đi. Nhưng mà gặp nước thì nó lại biến thành đuôi cá. Làm sao bây giờ cơ chứ? Thôi kệ đi. Nhất định ta sẽ tìm được chàng. Ăn đi con. Ôi dồi. Nhanh cái chân lên. Buồn cười thật đấy. Con gái mẹ đẹp thế này mà không ai lấy, đi lấy con tấm, thế mới kỳ chứ. Cái con tấm kia, mày có biết hộp quà này giá trị bao nhiêu tiền không hả? Mà mày làm rớt cái như là mít đúng mày. Rồi. Ui, mẹ cái thứ ơi, này tôi xin lỗi. Mày làm cả đời cũng không đền cho tao được đâu. Muốn ăn bao nhiêu rồi hả? Để tao đánh mày chừng đấy cái nhá. Mẹ ơi, con xin lỗi, để con nhận lên. Chả nhận thì không à. Ui dồi, ui, hộp quà quý của tao. Dũng này, ăn như vậy nuôi tốn cơm tốn gạo, không có cái tích sự gì hả? Chắc nàng ấy sẽ thích lắm đây. Mẹ, mẹ, mẹ. Cái gì? Bỏ ra, cầm lấy. Đứng lên. Hả? Tấm, mọi người. Mọi người đang làm gì vậy ạ? À? Ui dồi ôi, đây mẹ đang đi sắm đồ cho vợ. Đúng con lắm đó. Chứ gì đâu. Thật vậy ạ? À? Con cảm ơn mọi người đã đối xử tốt với vợ con nha. Tấm này, ta có mua váy cưới cho nàng đấy. Có váy cưới rồi đấy. Ngứa mắt. Hóa ra chàng ấy đã có người trong mộng. Đây là chiếc váy cưới mà ta tâm đắc chuẩn bị cho nàng đấy. Đây, nàng xem có hợp không. Váy cưới này sáng quá con ơi. Váy cưới đẹp quá, ta cảm ơn chàng nhiều nha. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, giờ chúng ta về thôi. Hoàng thượng ơi, có chuyện gấp rồi. Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy? Hoàng thượng ơi, đám cưới đang có vấn đề, 10 ngày về ngay giải quyết ạ. Ui, vấn đề á? Chuyện lớn rồi. Nhanh lên hoàng thượng ơi. Mọi người đợi con một tí nha. Mẹ, mẹ trang điểm cho Tấm giúp con nha. Yên đi, tâm. Đi nha, lát nữa cô dâu sẽ đến. Tấm này, mày để tao ôm hơi nặng rồi đấy. Đưa cái này đi. Ok mẹ, váy cưới của con mà. Cầm lấy. Của mày cái gì mà của mày. Vui quá mẹ ơi, váy cưới sáng quá. Hợp với con đấy. Thôi đi về đi. Đi về. Nhanh lên cái con kia. Lề ma lề mê. Chỉ cần mình thay thế cô ta thì chắc chắn mình sẽ giành được tình yêu của chàng ấy. Ôi giời ơi, đến nhà rồi. Đây, đứng dạ. Dậy. Để quà xuống cho tao. Nhanh, để dạ. Đây. Mẹ ơi, con khát nước quá. Nước à? Thì còn muốn uống gì? Con muốn uống nước cam, không đường, không đá, không hạt nữa. Ít protein, mà phải nhiều nhiều trái muối cam. Với lại phải thái lát cho thêm hạt vỏ cam vào. Một cốc, ba quả, phải cho cam xanh, cam tươi. Cam mà người ta vừa hái ấy. Chưa, em không có uống á. Cam để lâu hôm qua đâu. Chị có hiểu chưa? Đi lấy đi, nhanh lên. Mệt quá. Em nói lại lần nữa.
Dạ, em mày nó khát khô cổ rồi đi này. Mẹ quá. Lại đi. Đẹp con, không? Mà mặc cái này cưới anh Hoàng thì hết nước chấm. Giống như bún đậu mà chấm mắm tôm. Tại sao mẹ ghẻ lúc nào cũng đối xử chèn ép mình như thế chứ? Mình cũng là con của mẹ mà. Tắm à, con không xứng với chàng ấy đâu. Khuôn mặt này sẽ là của ta. Đợi ta cưới chàng ấy xong rồi sẽ quay về xử lý cô. Mẹ ơi, phụ kéo lên cho con. Mẹ kéo lên. Mày béo quá. Con Tâm, mày làm cái gì đấy hả? Mau trả lại váy cho ta. Cái gì váy à? Không bao giờ. Bữa ba bữa vẫn váy này của con gái tao. Này, cái gì mày nhìn tao ghê thế? Có tiện tao đánh mày không hả? Con Tâm kia, đảm bảo là đưa váy đây cho ta. Mày làm gì đấy? Của em. Mẹ, tại vì tao trả váy cho con. Con kia, mày bỏ tay ra. Đưa đây. Là của ta. Con kia, mày bỏ ra chưa? Đưa đây. Không được rồi. Được thì là của ta. Trả đi. Ui, mẹ con. Mẹ ơi, đau quá, gãy xương xương con rồi. Sao chị Tâm mẹ khỏe lúc nào không biết. Sao mà nó mạnh thế chứ? Chị với một mình chị ấy chọi hai mẹ con mình. Mà hai mẹ con mình đâu phải dạng vừa đâu. Mẹ có thấy chị Tâm lạ không nhỉ? Có. Nhưng mà mẹ biết bí mật của nó rồi. Đi. Công nhận hôm nay hoàng thượng chọn ngày cưới đẹp thật đấy. Trời không nắng, cũng không mưa, không khí thật là trong lành. Tất nhiên, ta phải chọn kỹ lưỡng rồi. Ngày này, ta đã chờ đợi nó rất là lâu rồi. Cảm ơn ngươi đã đến đây giúp ta nha. Được dự đám cưới của hoàng thượng là niềm vinh hạnh của thần mà. Không ngờ, có ngày, ta lại được làm vợ của chàng. Ta tới rồi đây. Tấm, thôi được rồi. Cô dâu, chú rể đã đầy đủ. Ta xin tuyên bố đám cưới chính thức bắt đầu. Trước khi đám cưới diễn ra, có ai phản đối gì không? Ta phản đối. Mày ghẻ em cái, sao hai người lại làm vậy? Mày cứ đợi đi, còn quái vật đang diễn nguyên hình rồi kìa. Chóng mắt lên mà nghe. Cô là ai? Cái gì đây? Quý gì đấy? Nhưng mày thấy chưa? Nó là con gà chứ không phải con Tấm đâu. Thế đúng thì con Tám ta là vợ con cho. Em đây. Hoàng thượng, chàng cứu ta đi. Cô ta chết rồi mà. Ta không tin, ta phải đi tìm nàng ấy. Hoàng thượng, ta. Đám cưới này không ổn thế. Hoàng thượng, ta cũng yêu chàng mà. Đâu rồi? Mất tiêu rồi. Không được yêu cái tàn biến à? Người đau khổ nhất vẫn là cám con. Con gái. Quá, cảnh trên này đẹp quá chị ơi. Cũng bình thường thôi, em hãy tận hưởng nốt đi. Dạ, vâng ạ. Chào các con gái của ta. Dạ, Long Vương. Hôm nay ta có một món quà muốn dành tặng cho các con đây. Quà sao? Quà của con đâu ạ? Đây, quà của con đây. Con cảm ơn Long Vương nhiều ạ. Thế
con quà của con đâu ạ? Chắc chắn là to hơn em rồi. Hôm nay ta hơi dội, ta chỉ kịp mua cho em thôi. Con lớn rồi, nhường em một tí cũng được. Lần sau ta tặng bù nhé. Hai chị em chịu khó chơi chung nha. Dạ. Ta đi đây. Bye bye Long Dương. Chị ơi, cùng mở quà ra nhé. Không cần, người thích thì tự đi chơi một mình đi. Mình có làm gì đâu mà chị lại làm như vậy với mình chứ. Nhưng mà thôi, cũng vui vì Long Vương đã tặng cho mình một món quà lớn như thế này. Wow, khung cảnh và những cây hoa ở đây thật là đẹp tuyệt vời. Nhưng mà cái đuôi này làm mình thật là dương díu, không chạy nhảy được. À, đôi chân này quả là một món quà tuyệt vời mà Long Vương tặng cho mình. Nhưng mà mình chưa quen lắm, để thử đi lại thôi. Thơm quá. Trong lúc đó, hoàng thượng đang vui vẻ ngắm hoa, thưởng thức cảnh đẹp tại nơi đây. Thật là xinh đẹp, mình phải đến làm quen mới được. Cẩn thận. Một vòng nhé. Đi được, dẫn ta đi xung quanh nhé. Đây là một loài hoa. Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều ở bên cạnh cô? Ta sẽ lấy hết tất cả. Nhanh cái tay lên con yêu. Cho tất cả mọi gì vì dám giựt mặt tôi. Bực mình. Tới mẹ đi. Này, này, đứa nào? Đứa nào? Đứa nào vậy? Đứa nào ném mẹ con tao? Mau ra đây. Là ta. Các ngươi có ý kiến gì không? Cái con đen thù lù kia. Cái con đen thù lù kia. Đã sao còn thích dân giáo ở đây hả? Nhìn cái bản mặt là thấy ghét rồi. Đã xấu là còn xa. Đã ba hoa lại còn tên tướng. Đã bướng lại còn sao ngươi bớt đau thế? Mày bỏ tay con gái tao bỏ ra. Bỏ tay ra. Cái con mến nói cô là kẻ đen xì vậy? Các bạn con đang thù kia. Đã xấu lại còn xa. Ai cho ngươi đẩy mẹ cô ta như thế hả? Phải chết hả? Ba má không nhận phải cho ngươi một bài học mới được. Động vào ta thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Chị đẹp, chị đẹp, chị thả mẹ con em ra đi. Em có mắt mà không nhìn thấy nước ánh trời. Chị tha cho em đi. Đây là khu vui chơi của nhà ta đấy. Đẹp thật đấy. Em có mắt mà không nhìn thấy nước ánh trời. Chị tha cho em đi. Xem thử thôi. Cái người mà chết đi. Dừng lại đi. Hai người có sao không? Chị đang làm gì thế hả? Chị đừng làm như vậy nữa. Không tốt cho thủy cung chúng ta đâu. Hai người có làm sao không? Ta thích đấy thì làm sao hả? Chị thật là quá đáng mà. Hoàng thượng, ngài quen hai người kia à? Không, ta chỉ quen cô gái kia thôi. Cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng nữa. Wow, ngài đúng là có con mắt tinh tường. Ta đúng cũng thấy đó. Cô gái áo hồng kia xinh xắn đẹp đẽ. Không như ai còn kia. Tốt bụng nữa. Không như ai kia đâu. Đã xấu lại còn lắm mồm, lại còn bạo lực đánh mình nữa chứ. Này, mọi người đừng nói như vậy. Nhìn chị ấy như thế thôi, nhưng trong tâm rất là tốt. Bụng nó giống con mẹ. Lúc ăn thì rất tốt, nhưng mà khác cái chỗ là một bồ dao găm 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 găm. Đúng là tâm sinh tâm. Hỏi sao mà nó bướng thế cô gái. Hãy trị ngay cái cục đen thù lù này đi. Đúng rồi, cái con này nó phải đi. Được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Mà không được dạy dỗ đàng hoàng tử tế là không ra một cái hệ thống cống rãnh gì đâu. Muốn chết hết rồi sao? Đâu rồi? Chị mau thả mọi người ra đi. Đừng làm như thế nữa mà.
sự xinh đẹp và sự thông minh tốt đẹp của người và được mọi người yêu quý. Ta căm hận điều đó. Ta sẽ làm cho những người thân yêu xung quanh người phải cảm ơn. Đừng làm thế mà. Các ngươi hãy ở đây mà chờ chết đi. Ta sẽ băm ngươi, dứt ra cho cá ăn. Ngươi mau thả bọn ta ra. Không, ta còn chưa lấy dầu đâu ra. Mặt bẹ kia. Ngươi mau thả bọn ta ra. Ngươi ở đây, phải trả giá đó. Gào lên đi. Cái con dụ kia. Mau thả bọn ta ra. Mau thả ta ra. Ngài làm vua, ngài gọi lính đến cứu đi chứ. Sao lại để người ta bắt trói như thế này? Ta ở đây thì gọi kiểu gì? Người điện thoại à? Điện thoại đâu ra? Để ở nhà rồi. Là cái đồ không được cái nói gì hết. Đã xấu thì chớ thì ít ra cũng phải được cái nói cái nè mà chẳng có cái gì hết. Im mồm. Cô định đi đâu? Ngươi tránh ra để ta vào nói chuyện với chị gái. Muốn gặp chủ nhân ta thì phải bước qua xác ta đã. Nhưng mình không muốn là muốn uống rượu phạt à? Được thôi. Rồi, con mau về long cung với ta. Vậy con chắc sẽ biết ăn năn hối cải thôi. Dạ. Hóa ra con râu ông này là long đẹp thế nhờ. Nàng là nàng tiên cá sao? Chưa cởi trói mà. Trời ơi, cởi trói rồi đây. Được mà. Vũ trụ của người ta là màu đen huyền bí. Vũ trụ của anh bé tí thu nhỏ lại là em. Chàng cứ muốn đùa. Nó đang đạp này. Nàng đừng có chơi trốn tìm với ta nữa nhé. Tại sao người lại được hạnh phúc như vậy? Hai người về trước đi. Chủ nhân thì sao ạ? Kệ ta, mau đi đi. Vâng. Có ai không? Cứu tôi với. Cái bụng của tôi. Giúp tôi. Hả? Hình như có người kêu cứu. Nàng ở đây đợi ta nhé. Này, cứu tôi với, đau quá. Này cô gái, đứng dậy trước đi. Cô làm sao đấy? Cái bụng của tôi. Này, cô ơi, tỉnh lại đi. Thôi được rồi, để tôi đưa cô về nhà. Sao chàng lại bỏ ta? Hoàng! Im mồm vào và đi theo bọn ta. Cầm lấy. Các người là ai? Các người thả ta ra. Thả ta ra. Cô ơi. Cô tỉnh lại đi. Ta cảm ơn chàng đã cứu ta một mạng. Không có gì, tỉnh lại là tốt rồi. Thế nhà cô ở đâu để ta đưa cô về? Ta... Này,
Cô ơi, sao chưa nói đã ngất rồi? Thả ta ra, thả ta ra. Trật tự ngay, người có hét nữa cũng không ai tới cứu đâu. Mẹ ơi, nó vác con cá đi đâu vậy? Ai biết. Hay nó mang đi làm cá ôm dưa nhỉ? Mẹ, con có ý kiến, mình đi đào tiếp ra ma cá nhỉ? Về đang phây có mà nổi như cô biết. Ngươi đã biết tội của mình chưa? Ta làm gì các ngươi? Ngươi không làm gì cả, nhưng mà chủ nhân ta ghét, chướng mắt, bắt có được không? Quay đi. Tin này mà đăng lên là hot hòn hòn luôn mẹ nhé. Drama càng ghét. Xong chưa con? Về đi, không lấy biết nó bắt chết. Quả này nổi như bèo luôn. Cổ thân, bụng mang dạ chữa, sắp đẻ đến nơi rồi. Để con đăng luôn cho nóng. Để con bắt trộm wifi nhà này. được rồi kia. Đăng đi. Nét luôn, càng đét. Hả? Cái gì đây? Sao lại bắt nàng tiên cá của ta? Hết thật đấy. Chia sẻ mạnh tay lên các bạn ơi. Đúng là drama có khác con nhờ. Mẹ con cám. Cô hãy đợi ta ở đây nhé. Ta phải đi cứu nàng tiên cá của ta trước đã. Ý trời ơi, thế là hôm nay bội thu rồi. Ê, từ từ, hai mẹ con các người thấy nàng tiên cá ở đâu? Hả? Nàng tiên cá nào? Nàng tiên cá các người vừa ấp lên này. Còn hỏi nữa. Cái con cá chép ôm dưa này hả? À, thì là nó bị mấy tên lính đỏ treo trên ngọn cây kia kìa. Hả? Dẫn ta tới đó, mau lên. Ôi, không đi đâu. Thế rốt cuộc đã tới chỗ nàng chưa? Kìa kìa, từ từ, ui. Con cá đấy, thấy chưa? Bọn này to gan thật, đi thôi. Lại phải đi cùng nữa à? Thả nàng tiên cá của ta ra. Thả đi. Các người dám đến địa bàn của chủ nhân ta. Ui, nó dí súng vào đầu mẹ con mình kìa. Mày dí súng vào đầu anh Hoàng ấy. Bọn tao không biết gì đâu, chỉ đi hóng hớt thôi. Sao? Hoàng thượng à, ta ở đây cơ mà. Hả? Cô sao người lại bắt nàng tiên cá của ta? Người biết ta giúp người như nào mà? Vì ta thích chàng mà. Nhưng ta chỉ thích nàng tiên cá thôi. Vậy sao? Xử. Hả? Ngươi định làm gì? Quậy quậy. Mẹ ơi, tin này còn hot hơn tin vừa nãy nữa. Mẹ đứng vào đây để vào được khung hình. Được rồi, quay đi. Gây cấn quá. Bắn nhau đi. Nổ súng luôn đi. Đứng đây thể hiện à. Mọi người vào ủng hộ và share cho mình nha. Ý trời. Anh Hoàng, đứng sát vào 30cm nữa cho vừa cái khung hình. Cái thằng áo đỏ này, mày tránh ra coi. Mày đứng đó làm gì? Nổ thì nổ luôn đi, còn đứng đó. Em có làm cái gì đâu. Nhìn nhà như nhốt. Người ta quay có một tí thôi mà đòi dí súng vào đầu, lại còn lơm nữa. Thôi lại núp vậy. Nếu như hôm nay nàng tiên cá chết thì chàng sẽ yêu ta đúng không? Không, chàng ơi, đừng. Ta cầu xin ngươi, đừng làm hại nàng tiên cá. Đừng hại. Đừng làm hại sao? Hả? Nàng tiên cá. Ôi, các bạn ơi, một người chết rồi, bị bắn rồi. Thật là một chuyện tình cảm động. Búp bê đúng là đồ độc ác mà. Ác thế. Các bạn ơi xem đi, cố đẩy lên cho mình tin hot nhất trong ngày hôm nay nha. Ồ, cái gì đây? Chị Cám ơi, thằng áo đỏ nó cầm súng giả đấy, không phải sợ đâu. Ồ, thế hả? Anh Hoàng ơi, nó cầm súng giả đấy, không phải sợ đâu. Ui. À, cô Cám kia, cái điện thoại tao mua cho mày đâu? Súng giả của các người. Mẹ ơi, nổ bốn cái dụng cụ live stream rồi. Vừa đập hộp được một tháng đấy. Cái thằng áo đỏ. Sư gia mày. Mày có biết mày vừa làm cái gì không hả? Bỏ xuống. Tao vừa mua cho nó đấy. Bỏ xuống. Mất tiền. Mất tiền đấy. Ai dạy mày cách cầm súng thế? Lớn rồi phải biết cách cầm cho tử tế. Mang tiếng là thằng áo đỏ mà để tao dạy à? Đây này, bật bật, rõ chưa? Bum, chết chưa? Nằm xuống. Rồi. Đấy, nó phải thế. Telephone nơi tao báo thù cho mày được rồi. Ngươi vừa làm cái trò gì đấy? Tao mới làm gì đâu, mẹ tao làm mà. Mày lại bắt tao đổ vỏ như thằng kia à? Hãy
Này, ta đồng ý yêu nàng. Chàng cứ như vậy từ đầu có phải tốt không? Ô, lại mối tình tay ba căng đét rồi. Quay đi. Còn có mấy đâu mà quay, quay mồm thôi. Nàng tiên cá, các ngươi, ngươi là đồ độc ác, dám lợi dụng lòng tốt của ta. Còn ngươi chắc không phản bội ta. Nể tình ngươi đang bầu bí nên ta tha cho một mạng. Đi nào nè. Thiếp không có chân, đi kiểu gì? Tao quên, đi thôi. Cha xin lại tiền mua điện thoại, nãy thằng áo đỏ nó bắn nổ. Bành xác luôn. Mày có muốn tiền không? Thôi em không cần nữa. Coi như em tặng chị, không làm drama nữa đâu. Chuồn thôi. Bụng của tôi. À, cẳng cầu nhanh phết đấy. Wow, cá to thế. Múc quá, múc quá. Quả này là được ối vàng rồi. Chu choa mạ ơi, làm sao có thể giấu được niềm sung sướng này đây? Tiền của ta. Quay, nàng tiên cá, trông đẹp thế nha. Cho ta về biển đi. Này, cô có thể nào bán cho ta nàng tiên cá được không? Hoàng thượng cũng thích nàng tiên cá à? Ngươi hãy bán lại nàng tiên cá cho ta. Ta sẽ trả ngươi một thỏi vàng. Cảm ơn hoàng thượng, mời ngài. Giàu rồi. Cho ta về đi. Nàng không phải sợ, ta không hại nàng đâu. Nào, đi về cùng ta nhé. Đi thôi. Tao nghe loáng thoáng nàng tiên cá phải không? Đúng rồi đó mẹ. Lên thôi. Ôi dồi ôi, xém ngã. Nào mình cùng lắc cái bụng, lắc cái bụng, lắc cái mông, lắc cái mông. Ôi cái mông trông thật đẹp. Vì một vóc dáng đẹp, phải giảm cân, phải giảm cân, phải giảm cân. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Thôi, tập thế thôi. Ba đi chuẩn rồi, muốn làm hoàng hậu không? Làm không, mẹ con tao giúp. Hả? Hoàng hậu? Ui, ước mơ từ bé của em. Em đồng ý. Đồng ý đúng không? Thế thì mặc cái này vào. Cái gì đấy? Mặc vào. Ui chạy, uy tín chưa? Chuẩn hoàng hậu luôn. Rồi, đi nhanh lên. Đi. Đi đường này á? À? Ừ. Giống phết mẹ nha. Wow, nàng đẹp thật đấy. Mà chàng ơi, ta đói quá, muốn có chút gì ăn. Được, vậy nàng ngồi đây đợi ta một tí nha. Để ta đi lấy đoạn cho nàng. Dạ vâng ạ. Đi rồi, đi rồi. Ê, đợi, đợi, đợi. Nhanh lên. Không phải sợ, không phải sợ. Mẹ con tao có bao giờ ăn thịt cá đâu mà. Muốn về biển không? Ôi thôi, không cần phải nói. Biết rồi, biết rồi. Đi, đi về, đi về. Thả ta ra. Vào đi. Ok, sắp được làm hoàng hậu rồi. Vậy là sắp đổi đời. Nghĩ thôi mà thấy sướng. Đồ ăn này chắc nàng tiên cá thích lắm đây. Hả? Sao tự nhiên nàng tiên cá trông khác thế nhỉ? Cái dáng này dài, rộng. Ôi, hoàng thượng. Ui, nàng bị làm sao thế này? Sao tự nhiên trông béo phì mà lại dị dạng thế? Hoàng thượng. Người là ai? Nàng tiên cá của ta đâu? Thì em là nàng tiên cá trong lòng anh nè. Người mà dám nói dối nữa, ta sẽ sai lính chém đầu ngươi đấy, tin không? Hoàng thượng dám chém đầu em à? Hoàng thượng, ngươi còn da mồm à? Đừng làm mấy trò đó nữa. Nô đâu? Dạ, có thần, có thần. Lôi con lợn này ra luộc rồi chăm sóc nó, xem nó có khai không. Rõ.
Hoàng thượng ơi, tha cho thần đi mà. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có khai không? Em là nàng tiên cá thật mà. Lính đâu? Xử. Ê, hoàng thượng, em khai, em bị oan. Nói, ai là người sai ngươi đến đây? Dạ, em khai. Là mẹ con cám bảo em tới đây làm hoàng hậu, còn đưa cái đuôi cá này cho em mặc nè. À, là mẹ con cám à? Thế nàng tiên cá của ta đâu? Bị hai mẹ con bắt đi rồi. Dám bắt nàng của ta? Lính đầu, đi. Dạ. Thế mà bảo mặc đuôi cá này làm hoàng hậu. Để anh cài hoa cho em nha. Dạ được. Ui, đẹp chưa chàng? Cá. Ôi, làm cái gì đấy hả? Đi mua à? Mắt tao chỉ hơi mờ tí thôi. Đây là cái gì? Nàng tiên cá sao? À, chỉ là con cá dài 1m6 bọn ta mới nhặt được, không phải nàng tiên cá đâu. Không phải. Anh ơi, em thích ăn thịt cá. Vậy thì bắt nào. Mang về nướng đi. Đưa đây. À, từ. Đây. Cho anh tất, không phải động tay động chân làm gì đâu. Mang về đi. Ui. Bắt về thôi chàng. Wow, chàng ơi, nàng tiên cá này thịt thơm quá. Thế thì chàng thích làm món gì? Chỉ cần nàng thích, món gì ta cũng có thể nấu. Nàng tiên cá của hoàng thượng kìa. Búp bê kìa. Này, mẹ ghẻ hay mưu mô, có ý kiến gì không? Có. Có chứ. Là sao? Ôi dồi ôi, tài make up của ta hơi bị đỉnh đây. Ghê đấy. Đi. Lên. Xem mẹ ghẻ thể hiện này. Đâu rồi vậy? Ừ, ngoan đi. Cho chúng mày nghỉ giải lao 5 phút. Đi ra ngoài chơi đi. Nhanh. Nhanh. Dạ, chủ nhân. Đúng là hai thằng đần. Chàng cứ chuẩn bị đi, để ta đi kiếm thêm củi về nướng con cá này. Và ta sẽ chế biến ra món nàng thích. Ước oà. Anh ơi, em về rồi này. Nhanh thế. Mà sao nàng cứ lạ lạ thế nào nha? Anh hết thương em mà anh bảo em lạ. Đúng là chỉ nói yêu thương ở miệng mà thôi. Thế thì củi đâu? Bảo đi kiếm củi cơ mà. Củi á? Em không đi kiếm củi, mà em vừa đi xem bói. Đảm bảo ông thầy này thiên cực kỳ luôn. Ông ấy bảo em với anh muốn lấy nhau thì không được ăn thịt nàng tiên cá. Ăn cá da nó trơn là trôi tuột mất nhau đấy. Ui, sợ mất nhau lắm. Hả? Có chuyện đó sao? Thật 100%. Bây giờ chúng ta phải đi phóng sinh nó. Phóng sinh nữa? Ừ, tích đức cho con cháu mai sau. Thôi được rồi, ta tin nàng. Vậy mau cởi trói đi anh. Mình mau đi phóng sinh thôi. Để anh vác nàng tiên cá. Vác đi anh, cẩn thận đấy. Đi thôi. Chủ nhân đi đâu vậy? Hỏi ít thôi. Chúng mày ở nhà canh đi, bọn tao đi có việc. Rõ. Chất ơi, đi cùng em. Kiếm mãi chẳng thấy củi khô gì cả. Chất cơ, nàng tiên cá. Gì vậy trời? Đâu hết rồi, lính đỏ. Dạ, chủ nhân. Người đâu rồi hả? Ồ, thì rõ ràng cô vừa đi rồi mà. Dạ. Đi đâu? Thì chủ nhân với chất cơ vừa mang nàng tiên cá đi mà. Sao còn hỏi tôi? Hả? Đúng là lũ ngu. Chạy đi tìm ngay. Đó. Tới rồi. Đây, chính là nơi mà chúng ta có thể phóng sinh nó. Cứu một mạng cá còn hơn xây 7 tòa tháp. Tìm kỹ cho ta. Chủ nhân, nhìn kìa. Chất cơ. Đây là búp bê, rồi lại búp bê. Ta mới là búp bê thật đây này. Vậy hả? Ôi tôi chết rồi, gặp cái con mồm loe riêu. Lên đi, lên. Vậy ai là thật ai là giả? Ta là thật. Ta mới là thật. Chàng nhìn kỹ lại đi. Dạ.
chàng không nhận ra ta à? Chàng cũng không nhận ra ta à? Thôi, bà đây nhường cho mày là búp bê thật đấy. Đi về đây. Anh nhìn rõ ta là búp bê này. Hả? Đứng lại. Anh thấy chưa hả? Bị lừa rồi, mau đuổi theo. Chạy. Đứng lại. Sợ quá. Này, nàng có sao không? Tới nhà ta rồi, nàng không phải sợ nữa. Ừ, về nhà rồi đấy à. Thiếu Thiếu ý. Cây cổ Thiếu Thiếu, tiền công ý. Nó mỏng manh ý. Tiền công á? Đúng rồi, còn đòi tiền công. Ta còn chưa xử tội các người. Bắt nàng tiên cá của ta đi. Ta đã tha không chém đầu rồi, lại còn đòi hỏi à? Ôi giời, lại chém đầu. Cả cuộc đời anh chỉ đi chém đầu thôi à. Thôi, không thèm nữa, đi về. Tình yêu của em. Người làm gì vậy? Nè, thả ta ra. Cứu ta. Cái đi rồi à? Cô đơn sớm tối thì phải làm bạn với bọn ta đây. Ui, con. Ôi trời ơi, cái gì mà xấu cá này vậy trời. Đừng, ca cắn, đừng có chạm vào ta. Ngồi im đi. Đừng có chạm vào ta. Đẹp thế. Ôi, chạm vào. Đây, đây là cái ao nhà tôi. Nên cá cũng là của tôi. Biết chưa? Ông đừng có mơ nha. Tôi câu được là của tôi. Đây, đưa đây cho tôi. Của tôi có biết chưa? Ông đừng có mà vớ vẩn nha. Cá này là của nhưng tôi. Nhưng mà ao nhà tôi. Dám phân biệt đối xử với ta. Cá này phải là của tôi. Ông đừng lằng nhằng nha. Đưa đây. Đi. Của tôi. Vớ va vớ vẩn. Đi về nè. Đúng rồi. Nào, nàng ngồi đây đợi ta. Ta đi lấy đồ ăn cho nhé. Dạ. Lấy cá của ông mày à. Ồ, ông định mang nàng ấy đi đâu hả? Con cá này là của ta, rõ chưa? Đây là đất nhà ta mà lại dám đến đây lấy cá à? Vì nó là ao của nhà tôi mà đất nhà ông, thế nên là... Nên là làm sao? Cho nên bây giờ thi đấu đi. Ông muốn thi cái gì? Cứ đi theo tôi. Yeah! Ông đâu rồi? Ông đâu? Ông đâu? Tôi sẽ dùng cái cờ lê này á, bẻ gãy cổ ông vì cái tội cổ dài. Còn tôi sẽ dùng cái thìa này á, múc vỡ mồm ông luôn. Ông tưởng ta sợ á? Vào đây đúng không? Ra đây, vào đây nào. Ông đâu? Chọc này, chọc này, ta chọc này. Đâu rồi vậy? Ông đâu? Mau ra đây. Chết. Ây ơi. Ây ơi. Ui, ông ở đây đúng không? Kìa đây rồi. Cho ông chết. Nàng yên tâm, ta không để mất nàng đâu. Lão già chết tiệt này. Ông được lắm. Ông được. Ta thọc này. Chết này. Ta bắt được ông rồi nha. Thả tôi ra. Gãy cổ ta. Ta nhận thua. Ông nhận thua rồi nha. Bỏ ra. Không được tranh giành cá với ta nữa. Biết rồi. Ông nhớ đấy. Được lắm. Nàng thấy chưa? Ta không để mất nàng đâu. Quá tuyệt vời. Đi về thôi. Ngươi được đấy. Ta bỏ qua đâu. Đây rồi. Bỏ mẹ rồi.
tường này cao thế. Đây, để ta giúp một tay. Lên, lên nào. Cảm ơn người nha. Ôi kìa, ôi ép. Cái gì thế, thả ta ra. Dám đột nhập vào đây, xong đời ngươi rồi. Thưa chủ nhân, có kẻ đột nhập à? Gì giờ? Ai đột? Ta là ta đi vào đàng hoàng đấy nha. Im. Ngươi tới có việc gì? Việc gì á? Đây. Cẩn thận chủ nhân. Mở ra ta xem nè. Nếu không muốn gì cứ nói đi. Bắt nàng tiên cá cho ta, rồi ta trả nhiều hơn chỗ này nữa. Được, đi thôi. Nhìn nàng, ta cứ bị sao xuyến ấy. Hay là nàng đồng ý lấy ta nhé. Các ngươi tình cảm đây. Bắt nó đi. Không, không. Im lặng. Đi. Bỏ ta ra. Lâu thế nhỉ. Ta đã các mang thả về rồi đấy. Thả ta ra. Ngươi định làm gì? Nàng tiên cá của ta đây rồi. Chúc mừng nha. Nàng tiên cá đâu rồi? Ai bắt nàng tiên cá của ta được nhờ? Chỉ có hắn thôi. Tiếng gì nhờ? Số tự khổ quá mà. Hả? Là con cá lúc sáng. Có cách rồi. Bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh này? Làm sao con khóc? Ai vậy? Ta là Bùn đây. Bùn à, xin ông hãy giúp tôi trở nên xinh đẹp hơn. Vậy ngươi mau nhắm mắt lại đi. Vâng ạ. Nhắm chặt mắt vào đây. Cấm ti hí nha. Con nhắm rồi ạ. Ngươi mà mở mắt ra là phản tác dụng đấy. Nhắm chặt vào. Cậu xinh đẹp được như rồi. Tiên. Thế nào rồi ông Bùn ơi? Được rồi đấy. Con mở mắt ra đi. Wow. Mình không nhận ra mình luôn rồi. Bài kiểu ảnh cái đã. Ngươi có muốn mình xinh đẹp hơn nữa không? Hỏi thế cũng hỏi. Tất nhiên là có rồi. Vậy thì đi theo ta. Đi. À mà đi như thế này hơi bất tiện. Để ta biến thành đôi chân. Biến nha. Biến đôi chân á? Biến chân đây rồi. Kỳ diệu vậy. Sao hả? Được đấy. Giờ thì đi cùng ta. Đi thôi. Nàng phải là của ta. Giờ nhiệm vụ của ngươi sẽ thay thế vị trí của cô ấy. Xong ngươi sẽ trở thành người đẹp nhất. Ôi, đơn giản vậy thôi hả? Nhanh lên. Để ta. Không. Nàng ơi. Cứu ta với. Nàng hãy giả vờ bịt mắt hắn ta lại nha. Khi chàng từ từ đã. Nhắm mắt lại mới tận hưởng được nhất. Thật vậy sao? Nàng bịt mắt ta lâu thế. Cho ta hôn miếng đi. Nhanh lên nào. Nàng ơi. Xong chưa? Sao nàng vô vật thế? Hồn gái xinh thích thật đây. Cái đồ quỷ sứ này hôn người ta mạnh thế. Mày đi ra đi. Nghi chàng, chàng phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Cứu tôi! Cứu tôi!